Ồ mấy bạn ơi, ngay đây nè, mình thấy một cái món hình như là cái con cua hay là con ba khía gì đó. Nhìn xa quá không rõ, nhưng mà ở gần đây nè. Ồ, nó hình như cái càng nó màu đỏ đỏ hơn. Đỏ đỏ hơn rồi càng nhỏ là con ba khía rồi phải. Sữa. Ba khía sữa hả? Ủa chị, cái ba khía sữa này là cái con nó nhỏ xíu hay sao chị? Nhỏ, con nhỏ. Con non á hả? Chứ mình chờ mà mình bắt nó trễ là nó già rồi phải không? Ăn nó không còn non nữa hả? Nó cứng. Cứng hả? Nó cứng chưa? Vậy cái này là phải tiễn phải không? Phải tiễn. Ồ. Dạ dạ. Wow, cái kiểu vậy á là mấy con ba ký sữa mua mắc hơn phải không chị? Ký ba ký sữa nhiều. Ủa ngộ vậy? Dạ. À. Nhà người ta kiểu tình càng. Mà cái mùa nào á chị cũng có ba khí sữa hay là có mùa trộn ba khí già vô nữa? Lúc nào cũng có. À vậy hả? Nó quanh năm hả? Hay ha. Ok, các bạn nhìn nè, ba khí sữa nè. Đó. Ok, các bạn biết cái cảnh này ở đâu không? Đó là cái cảnh ở chợ Châu Đốc đó nha. À, một cái chợ rất là nổi tiếng ở tỉnh An Giang á. Khi mà các bạn có dịp đi miếu bà Chúa Xứ, hành hương thắp nhang rồi đó, cầu nguyện cái chuyện này chuyện kia, làm an tình duyên gì đó, thì các bạn nhớ ghé cái chợ Châu Đốc chơi. Thì trước cái khu vực chợ nè là nó mà họ bán rất là nhiều thứ, từ cái trái cà na sống rồi cà na ngọt đó các bạn, rồi tới cái con ba khía này luôn. Ok, các bạn nhìn xem nè. Wow, con ba khía hấp dẫn quá ha. Rồi bây giờ chắc là mình đi kiếm cái món khác đi. Chắc là kiếm chuối nướng đi. Ok. Dạ dạ. Wow, ở đằng xa xa các bạn nhã có nhìn thấy. Ủa, ở bên kia cũng có chuối nướng. Mình giờ lỡ ghé cái chị này rồi. Nãy giờ chị cũng kể mình nghe nhiều chuyện hay á. Giờ mình mua mình ủng hộ chị ha. Ok. Ủa chị, cái chuối này là cái loại chuối gì nướng vậy? Chuối bơm hay chuối gì? Chuối lá xiêm mình đó. Chú xiêm hả? Chú bơm nướng không được hả? Nướng là nó bị gì? Nó không có ngon bằng cái chú xiêm mình. Nó bị nổ chứ nó mềm quá hả? Trời ơi. Chú bơm là nó nổ. À. Ủa chị có bán mấy loại chị? Ở trong đây là cũng là chú nướng luôn hả sao? Cái này chú nướng, chỗ này là bánh xe mì. Nhưng mà nướng này như chưa chín phải không? Cái này hả? Là đang nướng hả? Nó đang nướng. À, wow, chỉ làm theo cái kiểu xiên que gì đó. Giống như là con tôm hay là con tép hay cá chiên chiên vậy ha. Người ta bỏ lên xiên que nhìn đẹp ghê. Ok, còn bánh bên đây là bánh gì chị? Bánh khoai mì. Bánh khoai mì nướng luôn hả? À, cái kiểu khoai mì nướng mình làm sao chị? Khoai mì mình nướng á là đầu tiên á là đầu tiên vô là nấu củ mì. Củ mì từ cái củ mình này, trồng ra đó rồi nấu chín lên. Chín cái củ mì lên rồi xong sao nữa chị? Mình có cái tấm thớt á, rồi một cái cây mình để cho cái mâm mũ á, rồi mình lấy cái đồ mình cán ra. À, bỏ trên mâm mũ rồi mình lấy đồ mình cán cho nó nó xẹp ra hết, xẹp xuống hết luôn. Rồi sau đó có khuôn hay sao nó thành tròn vậy chị? Có khuôn. À, có nghĩa là chỉ có một cái khuôn như thế này nè mấy bạn ơi, chỉ làm cho nó tròn á. Rồi nướng cái khoai mì này phải mất bao lâu nó mới chín chị? Từ cái lúc mà chút xíu là lửa đẹp là nó 10 phút không? Hả? 10 phút không? 5 phút luôn. Nè các bạn ơi, chị nói là cái khoai mì này chỉ cần 5 phút thôi, chị có thể coi như là nướng cho nó chín luôn á. Wow. Vậy mốt chị đăng ký cái món này thì 1 phút 30 giây của Quyền Linh đi. Ráng liệt sao mà thành 1 phút 30 giây. Wow, bây giờ chắc là mình mua ủng hộ cái món chuối nướng rồi mấy bạn. Tại vì chuối nướng này đối với mình nó lạ lắm. Từ nào giờ chưa có ăn nữa. Ồ, nhìn hấp dẫn quá. Ủa chuối nướng là nướng bao lâu nó mới chín vậy? Hơi lâu quá. Vậy hả? Hơi lâu là nửa tiếng hả? Không đâu, chừng 10 phút là 10 phút, 15 phút. À, có nghĩa là cái bên củ mì nè 5 phút, còn bên đây là từ 10 đến 15 phút đó các bạn, tùy theo lửa. Nếu mà lửa ngọn á, lửa mà nó lửa ngọn thì 10 phút, 8 phút. Sao chị không nghĩ tới là chị mua mấy cái bếp nướng á? Không có được. Cái gì ta gọi là cái này
ở trong siêu thị điện máy nó bán mấy cái bếp nướng như mình nướng khô như điện đâu nướng à, vậy hả? Cấm cái bệnh tốn tiền ngon ác nữa hả? Công an nó bắt nữa hả? Trời ơi ham à, mấy bạn mình có bày cho cái chị bán chú nướng này đó là tại sao nướng lửa than cho nó cực. Nó mình có thể nướng bằng cái bếp mà họ chế như cái kiểu bếp từ rồi mấy bạn, mà cái dạng có cái vỉ để mình bỏ lên mình nướng á, thì nướng ví dụ như thế này là 15 phút, nướng xong cái chuối thì có thể nướng trong vòng 3 phút thôi. Nó nhưng mà chỉ nói công an bắt, chứ ngoài đây không có điện mấy bạn ơi. Nên là phải nướng bằng cái lửa than này. Mà cái lửa than nướng ngon hơn nhiều phải không chị? Than nướng nó ngon hơn. Đúng mà ăn khô này nọ em cũng thấy nướng than nó ngon hơn nhiều. Chỉ có cái than nướng là nướng nó ngon hơn thôi. Cái than cũng với đồ đó là nướng ngon. À cái than mà có cái khói lên chút xíu và cái lát cái nó tàn. Ủa vậy là cái than màu đen của người ta bán cho mình không ngon hả? Thì than có nhưng mà loại than nước, nó tiếng than nước là nó tốt. Than nước hả? Ờ, than nước nó tốt hơn. Than nước nướng nó không có hôi khói hả? Còn kia hôi. Ồ, đúng rồi ha. Qua wow, bây giờ chị bán cho em cái chuối nướng này 10.000. Ok, bây giờ mình mua cái 10.000 ở đây nè mấy bạn. Hình như mình chưa trả tiền bên kia nữa, sắp bị bắt lợi rồi đó. Ok. Đây là 15.000 cây, còn bán là 10.000. Dạ. Ở đây nè các bạn, mình mua một cái bịch chuối nướng nè. Thì trong đây là có mấy trái ta? 2, 4, 5. Lạnh trái 2.000 á chị. Dạ. Dạ. Là thành 10.000 mấy bạn. Bây giờ chắc phải ăn thôi. Tại vì nãy giờ cái lúc mà ghi hình cho các bạn xem thì muốn chảy nước miếng rồi. Ok. Ăn thử nha. Wow, nó nóng quá. Nóng ha. Nóng hỏi về thổi về ăn nha. Chị có cái cây xỉa không chị? Cây tăm á. Sáu bà ta không xin cho quay sáu. Xin quay à? Thôi cái này gọi là cái gì à? Miếng ghim phải không? Ok, chỗ này chứa ghim. Nè các bạn ơi, bây giờ ăn cái chứa nướng ha. Wow, các bạn nhìn thấy không? Quá hấp dẫn rồi, trước quầy hàng của cái cô chủ bán chứa nướng nè. Đó, bây giờ bỏ vô miệng nha. Ồ, cô nướng lửa nó vừa chín đó các bạn. Nhìn rất ngon. Cô nói là nướng bằng cái loại cựu lửa than nước á, nó không có bị hôi khói. Giờ mình ăn thử nha. Ồ, ngon quá à. Ủa sao mà có vị mặn mặn nữa chứ chị? Muối, tại chuối nó ngọt rồi, cái mình lấy cái muối vô nữa nó mới mặn mặn ngọt ngọt. Ủa hả? À. Tại mấy bữa trước em ở Sóc Trăng á, cũng thấy người ta bán chuối nướng rồi cũng mê nhảy là mua. Thì ở trong cái trái chuối nữa, họ có bỏ hành với dầu gì vô nữa. Ở Long Xuyên nó mới có bán. À, họ làm cái kiểu đó phải không? Nó bán khác nhau. Còn đây là chỉ bỏ chút xíu muối vô ăn cho nó cái vị nó thanh nó đậm đà đúng không? Dạ. Tại cái chuối nó ngọt rồi. Chuối nó ngọt rồi bỏ ngọt vô nó không có khớp. Khớp thành ra mình để muối vô nó ra nó ngọt dễ ăn. Ngon quá bạn ơi. Mua hai sâu ba sâu về cho bạn gái ăn luôn. Ăn không đau bụng cái chả không kịp đâu à. Dám đâu. Dạ. Yeah. Bảo đảm không? Bảo đảm luôn. Ngon quá mẹ ơi. Ê, đây cháu cháu. Hả? À, có em bé nữa các bạn ơi. À, có em bé nữa nè. Con cô hả? Cháu nội nè. Đó. Nội thích ăn chuối không? Hay ăn riết ngán rồi. Bà nội bán riết ăn ngán hả? Đúng không? Cái này gọi là cái gì? Bánh nướng. Bánh bò này là cô mua của người ta hả? Bánh này hả? Không, bánh bò. Cái này là mua cái tiệm này là mua ủng hộ bà ha, là thèm cái món đó mà mua. À, có nghĩa bán chuối thì coi như là ăn chuối thường rồi. Bây giờ đổi qua món bánh bò. Bánh bò này bánh bò gì? Bánh tay yến. Tay yến hả? À, cái lỗ tai của con yến hả? Hay sao? Hay cái hình nó giống vậy hả? Cái bánh của người ta gọi là chị
chắc là ở trong đó nó có nước dừa này nọ ha. Không biết ông chủ làm. Dạ dạ. Ồ kiểu này đứng ở đây chút tốn tiền quá trời. Hết ăn cái này thứ kìa. Thứ chút 10.000, 15, 20. Đi hết cái chợ Châu Đốc này chắc nghỉ ăn cơm luôn á. Không thiệt chứ ở cái xứ mình á nhiều đồ ăn quá, nhiều đồ ăn vặt á. Tưởng đâu về đây ăn cơm sườn thì nó thường quá. Ok mấy bạn ơi, ngoài những cái món mà nãy giờ cháu quay á, chuối nướng nè, rồi khoai mì nướng, thì nó có cái món bên đây nữa mà người dân địa phương á các bạn, người ta gọi là món tai yếm. Wow, nhìn có vẻ hấp dẫn ha, trong đó chắc có nước dừa rồi đường này nọ đó. Oh, wow, đã quá ta. Nhiều món ăn quá mấy bạn ơi. Ở phía trong nữa nè các bạn thấy nè, nó có những cái đặc sản bánh in hay là đường thốt nốt á các bạn. Trời ơi, đúng là cái chợ Châu Đốc này chứ, quá hấp dẫn, các bạn thấy không? Ok rồi, xin chào các bạn ha, và hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo nha. Ok.